rằng anh yêu em nhiều không? Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa, giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em như thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ mà các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái dành cho phái đoàn họ nhà trai của tôi. Thế báo cáo với lại các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái được sự đồng ý của gia đình ông bà ông Thảo Anh và gia đình ông bà Sơn Bể cho phép hai cháu Dư và Hạnh được tìm hiểu nhau. Thế qua một thời gian các cháu tìm hiểu nhau cũng đã rất là lâu rồi, và đến hôm nay là tình yêu của các cháu đã đủ chín mùi. Và đặc biệt nữa
là sự qua lại thường xuyên giữa ông bà Thảo Anh và ông bà Sơn Tẩn, đã trao đổi và thảo luận với nhau rất là nhiều lần, và hai bên gia đình cũng đã đi đến thống nhất về việc tổ chức nghi lễ hỏi cưới cho hai cháu theo tục lệ mà các cụ ông cha ta để lại. Thế thì báo cáo với lại các cụ, ông các bà bên họ nhà gái, ngày hôm nay là một ngày đã được ông bà Thảo Anh và ông bà Sơn Tẩn chọn ngày hôm nay là phải nói là một ngày rất là tốt đẹp. Tại khán phòng cưới của nhà gái hôm nay, cho phép tôi xin được thay mặt cho phái đoàn họ nhà trai xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện đầy đủ của các cụ, các ông, các bà bên nội, bên ngoại của gia đình trong dư. Và ở tiếp hơn nữa là gia đình nhà trai có 7 mâm sính lễ mang đến họ nhà gái, và kính mong được các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái chấp thuận và nhận lễ cho gia đình nhà trai chúng tôi. Tôi báo cáo với lại toàn thể các cụ, các ông bà này, mặc dù là về phần sính lễ của nhà trai thì cũng không có gì là to lớn lắm, nhưng về mặt tình cảm của họ nhà trai mang đến họ nhà gái là rất chân thành. Báo cáo các cụ như vậy. Thì cũng mong được các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái chấp nhận lễ sính lễ cho họ nhà trai chúng tôi. Và để tiếp một bước nữa là tổ chức hôn lễ cho các cháu, để các cháu được lên vợ, lên chồng. Và hai gia đình ông bà Thảo Anh và gia đình ông bà Sơn Bảy được trồng cây chung với nhau. Báo cáo với lại các cụ, các ông, các bà như vậy. Trước khi ngừng lời thì cho phép tôi thay mặt cho phái đoàn họ nhà trai xin được kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái có một sức khỏe dồi dào, bình an và gia đình luôn được hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa phái đoàn hai gia đình, hai họ nhà trai và gái. Vừa qua ông Mến đã có cái lời phát biểu trước hai họ nhà gái. Tôi thì là chú trọng anh và thay mặt đại diện cho họ nhà gái, thì hôm nay qua thời gian hai cháu tìm hiểu đã đến ngày đã chín mùi, qua sự vui vẻ của hai gia đình đồng thuận các cháu, thì hôm nay ngày lành rất tốt, hai gia đình hai bên trước và tiến hành ngày mai tiến hành cái lễ xây dựng trăm năm hạnh phúc cho hai cháu. Đối với họ nhà gái của tôi thì cũng rất vinh hạnh được tổ chức con cháu chúng tôi về với gia đình các ông bà trai. Thì còn về thủ tục sau này như thế nào thì ngày mai chúng ta tiếp tục quan hệ đến dự chương trình trai chúc phúc cho hai cháu viên và viên chồng để chúng mãi mãi hai gia đình để chẳng tồn tại. Thì qua cái lời ý kiến của ông Mến thì tôi thay mặt cho nhà gái đại diện xin nhận cái các mương lễ các ông Mến nhà trai, và để cho hai cháu đi lại và cũng để cho hai cháu được thắp hương lên coi như báo cáo với tổ tiên cũng như là toàn thể anh em gia đình của nhà gái chúng tôi. Chúng tôi không biết nói gì hơn, rất là xin được trân trọng cảm ơn, và cuối cùng xin chúc các cụ ông bà cùng hai con một đời chào hạnh phúc tốt đẹp nhất. Xin trân trọng cảm ơn.
nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Sống tốt hơn bao điều.
giấc mơ mình cùng xây đắp trao nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi nhé. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Hãy hứa bên em cho dù thế gian
bà bên họ nhà gái có một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Thế báo cáo với lại toàn thể các cụ, các ông, các bà, quan viên của hai họ, nhà trai và nhà gái. Thế buổi chiều ngày hôm qua, tức là ngày 20 tháng 4, là gia đình nhà trai cũng đã có lễ lên để thưa chuyện với lại các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái, và đã được các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái chấp thuận và đồng ý cho phép trước khi quay ngược đưa cháu Thạch về nhà trai tổ chức buổi lễ long trọng. Thì tôi xin có một lời chúc tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên hai họ có một lời sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Em là ai giữa cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình già nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chỉ chia cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt. Anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ sóng vai cùng với cô dâu tiến ra lễ đài phút. Thưa quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ dành ít phút và hướng mắt về phía cô dâu và chú rể. Hôm nay cô dâu và chú rể tay trong tay, vai kẻ vai, đang từng bước dịu dàng tiến ra lễ đài hạnh phúc ở phía ngoài. Một lần nữa xin được hân hoan chào đón, trân trọng kính mời đôi tân nương, tân nương, chú rể và cô dâu tiến ra lễ đài hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời và xin được chào tất cả để chúc phúc cùng với chú rể hôm nay. Vâng, xin mời cô dâu chú rể bước lên phía trên lễ đài hạnh phúc. Vâng, xin mời. Vâng, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng những bước chân uyển chuyển của cô dâu. Vâng. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, và trong những giây phút hạnh phúc
những giây phút thăng hoa với cả một khoảng trời thơ mộng, với một phòng cưới tươi trẻ của Tư Gia, gia đình nhà Trang ngày hôm nay. Và hôm nay đây, trước hết cho phép những người làm chương trình đến từ Trung tâm Tổ chức Sự kiện Thế Anh xin được chuyển lời biết ơn trân trọng của gia đình ông Thảo và bà Oanh, chuyển lời biết ơn trân trọng của chú rể Vũ Dư và cô dâu Hồng Hạnh, trân trọng biết ơn sự có mặt của các quý ông, các quý bà, cô bác, các anh chị và các bạn nam nữ thanh niên là những vị khách quý của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái đang hiện diện tại phòng cưới ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời các quý vị chúng ta sẽ ổn định trong phòng cưới và trân trọng kính mời các quý vị sơi chầu, uống nước và chúc phúc cho cô dâu chú rể trong buổi đại lễ thành hôn hôm nay. Và hiện diện tại con thuyền tình yêu lễ đài hạnh phúc ngày hôm nay đó là chú rể Vũ Dư và cô dâu Hồng Hạnh đang tay trong tay, vai kể vai, và dưới sự chứng kiến của toàn thể hội trường. Và nghi thức đầu tiên, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ làm nghi thức chào các vị khách quý thay một lời cảm ơn chân thành nhất trong đáy lòng của hai bạn bằng một cái cúi đầu nhẹ nhàng thay lời cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời. Vỗ tay lớn kính mời. Dạ vâng, thưa quý vị các bạn thân mến, một cái cúi đầu nhẹ nhàng thay lời cảm ơn từ trong đáy lòng của cô dâu chú rể, biết ơn trân trọng sự có mặt của toàn thể quý vị và các bạn đã tới chúc phúc cho cô dâu chú rể và dựng đại lễ thành hôn cho cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, để trên phong thì biểu tượng cho tình yêu, mà nhìn xuống phòng cưới thật là đẹp đôi. Xa xa tầng dãy núi lên thơ, biển rộng thì có bến nhưng ngàn thương chẳng có bờ. Và Dư yêu hạnh như ánh trăng vừa hé lở, như mặt trời rạng rỡ tánh bình minh. Và đẹp bao nhiêu tuổi trẻ chúng mình, trong vòng đời chỉ có Hạnh là người đẹp nhất. Và anh không những yêu trời xanh trong mắt, mà còn yêu màu đỏ thắm trên đôi môi, hay còn yêu đôi má ửng hồng, và còn thích một mái tóc dài óng ả. Vậy là tình yêu một nghĩa mà nghe sao lung lú, nó chứa đựng bao điều làm sao động con tim ta. Có phải chăng đó là những bản nhạc bài ca của những người trai và bao cô gái? Họ đến bên nhau và thề hẹn cùng nhau, sánh vai nhau xây lâu đài hạnh phúc, hướng về nhau trong nhịp đập con tim. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vậy là trong cõi nhân sinh bao la bát ngát, chuyện dựng vợ gả chồng vẫn là một đề tài muôn thuở. Trai lớn thì lấy vợ, gái lớn thì gả chồng, đó là một điều tất yếu để bảo vệ sự sinh tồn của con người chúng ta. Và tình yêu vẫn là một sợi dây vô hình, là một nhịp cầu vững chãi sẽ đưa chúng ta tới một chân trời mới lạ và sẽ giúp cho cuộc đời có ý nghĩa nhiều hơn. Và ngày hôm nay đây, mối tình lồng thắm của chú rể Vũ Dư và cô dâu Hồng Hạnh đã thực sự chín mồi. Và hôm nay cũng được sự đồng ý nhất trí của cơ quan chính quyền hai địa phương, phường Cổ Thành và phường Phả Lại, được sự tác hợp của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái. Và hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2022, tức là ngày 21 tháng 4 năm Nhâm Dần. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin long trọng tuyên bố buổi đại lễ thành hôn của chú rể Vũ Dư sánh duyên trăm năm hạnh phúc cùng cô dâu Hồng Hạnh chính thức được bắt đầu. Chúng ta đến đi ơi, chúc phúc thật nhiều vào. Chấm tràn pháo tay thay những lời chúc phúc đến từ các quý vị dành cho cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Và một màn hoa đăng, những cây phong điện đã được bắn sáng trong bầu trời hạnh phúc. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, sau lời tuyên bố lễ thành hôn của Trung tâm Tổ chức Sự kiện Thế Anh và cô dâu chú rể đã được đón nhận những tình cảm của các quý vị, đó là những tràng pháo tay, những lời chúc phúc tốt đẹp nhất quý vị đã dành cho cô dâu chú rể. Và một màn hoa đăng, tức là những cây pháo điện đã bắn sáng trong bầu trời hạnh phúc ngày hôm nay, đã thắp sáng lên ngọn lửa tình yêu, cũng đồng nghĩa với tình yêu hạnh phúc của cô dâu chú rể mãi mãi sáng ngời như ngọn hoa đăng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, và theo như phong tục tập quán của người Việt Nam ta nói chung và phong tục tập quán của người Hải Dương nói riêng, thì trong ngày đại lễ thành hôn của chú rể Vũ Dư và cô dâu Hồng Hạnh, ban tổ chức xin được giới thiệu và trân trọng kính mời một vị đại diện của họ nhà trai và một vị đại diện của họ nhà gái. Trân trọng kính mời hai bác sẽ tiến ra lễ đài hạnh phúc ở phía ngoài để hai bác sẽ làm thủ tục trao dâu và nhận rể và có lời cảm ơn trước hội trường hôm nay. Xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ tiến ra lễ đài một lúc. Và hiện nay hiện diện tại lễ đài hạnh phúc đó là cô dâu chú rể đang tay trong tay, vai kể vai, sánh duyên trăm năm hạnh phúc.
và một bên là đại diện cho gia đình nhà gái và một bên là vị đại diện của họ nhà trai sẽ làm thủ tục trao dâu hiền và có lời cảm ơn tới các quý vị. Và lời đầu tiên, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lời phát biểu đến từ họ nhà gái sẽ làm thủ tục trao dâu hiền và có lời cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bạn, kính thưa toàn thể hội hôm, kính thưa các anh chị em thanh niên phụ nữ, tôi là chú của cháu Hạnh, được sự ủy quyền của gia đình ông bà Sơn, tôi thay mặt cho họ nhà gái có mấy lời phát biểu trước toàn thể hội hôn. Qua thời gian hai cháu tìm hiểu nhau và đã có những cái tình cảm nhất định cũng như là sự đồng thuận của hai cháu, kết hợp sự vun vén của hai gia đình, đến hôm nay ngày lành tháng đẹp, hai gia đình có tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu được sự nhất trí của cơ quan chính quyền địa phương hai bên và cùng hai gia đình. Hôm nay hai gia đình tổ chức buổi lễ long trọng cho các cháu trăm năm hạnh phúc, nên vợ nên chồng, hai gia đình nên nghĩa thông gia. Tôi là đại diện cho phái đoàn họ nhà gái xin có mấy lời. Trước hết tôi xin qua trao cháu Hạnh về làm con làm dâu cho họ nhà trai và cũng như là gia đình của ông bà Thảo. Và cũng giờ phút này tôi xin nhận cháu Dư làm con làm rể của họ gia đình nhà gái chúng tôi. Về vấn đề này thì tôi xin được mặn muội với các cụ ông các bà, cháu Hạnh chúng tôi tuy đã lớn nhưng mà chưa có hôn, va chạm xã hội hoặc cuộc sống chưa có gì là chín chắn, mà ngay bây giờ cháu đã bước về coi như về cuộc sống mới, gia đình mới, hạnh phúc mới, quá rất nhiều điều bỡ ngỡ, nên xin kính mong được sự dạy dỗ của các gia đình coi họ nhà trai, còn gia đình nhà gái chúng tôi cũng phối kết hợp vun vén hạnh phúc cho các cháu sau này được mãi mãi chung thủy bên nhau. Như các cụ đã có câu nói, dâu hiền thương mẹ tính cha, mà rẻ thảo mẫu mực hai họ ta vui mừng. Thế trước khi dừng lời thì tôi xin được cảm ơn sự đón tiếp lòng hậu mến khách và trọng thị, xin được cảm ơn các cụ các ông các bà, xin được cảm ơn băng nhạc đã đem lời ca tiếng hát cũng như tinh thần và sự hiện diện có mặt của tất cả các cụ các ông các bà đến buổi lễ hôm nay chứng kiến và chia vui cùng ngày trọng đại của hai cháu. Cuối cùng trước khi dừng lời, tôi xin chúc các cụ các ông các bà cùng toàn thể quan viên hai họ, các bạn thanh niên nam nữ có lời chào hạnh phúc, sức khỏe thành đạt, chúc cho hai gia đình thông gia mãi mãi bên nhau, chúc cho hai cháu đôi lứa chung thủy suốt đời, một ngày gần nhất gia đình hai bên chúng tôi được hưởng những sự đơm hoa kết trái của hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, thưa quý vị các bạn thân mến, đó là những lời phát biểu vô cùng ý nghĩa, sâu sắc của vị đại diện họ nhà gái đã làm thủ tục trao dâu hiền và nhận rể thảo và có lời cảm ơn tới các quý vị. Với những lời phát biểu sâu sắc mà bác đại diện họ nhà gái đã dành cho cô dâu chú rể, thì cũng xin được mong rằng cô dâu chú rể sẽ luôn ghi tạc trong lòng những lời căn dặn của vị đại diện hôm nay. Và để tiếp lời và truyền cảm hứng cho cô dâu chú rể ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lời phát biểu của vị đại diện họ nhà trai sẽ chính thức nhận cô dâu và có lời cảm ơn cũng như đáp lại những tình cảm sâu sắc của gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, quan viên hai họ, bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu đang có mặt trong phòng cưới của nhà trai chúng tôi hôm nay. Trước tiên, thay mặt cho gia đình nhà trai, tôi xin cảm ơn
các cụ, các ông, các bà, quan viên Hai Họ cũng như là bạn bè, nam nữ, thanh niên của hai cháu đã bớt chút những thời gian và dành cho gia đình nhà trai chúng tôi nói chung và cháu Dư và cháu Hạnh nói riêng, dành những tình cảm rất là lớn lao để chứng kiến ngày tổ chức hôn lễ cho các cháu được lên vợ, lên chồng. Kính thưa toàn thể hội hôn, qua ý kiến của ông Nhật là đại diện cho họ nhà gái, tôi thì là bác ruột của cháu Dư, là đại diện cho bên họ nhà trai. Thế thì qua ý kiến của bên họ nhà gái cũng đã rất là đầy đủ và ý nghĩa. Tôi chỉ nói ngắn gọn, một là thay mặt cho gia đình ông bà Thảo chính thức là tuyên bố cháu Dư và cháu Hạnh kể từ ngày hôm nay đã chính thức là vợ chồng và là con cháu chung của hai bên gia đình ông bà Thảo Anh và ông bà Sơn Bảy, cũng như là hai họ nhà trai và nhà gái. Trong buổi chứng kiến lễ thành hôn của hai cháu hôm nay, báo cáo với lại các cụ, các bà là do cái công việc mà hai cháu tổ chức vào cái dịp thời tiết nó không được thuận lợi, nóng lực, nhưng mà cũng đã được sự quan tâm của các cụ, các bà đôi bên và bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu là dành những rất là tình cảm, là phải nói là rất là tuyệt vời cho gia đình nhà trai chúng tôi cũng như là nhà gái. Trước khi ngừng lời, cho phép tôi xin được một lần nữa thay mặt cho nhà trai xin được kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà, họ hàng nội ngoại, hai bên họ nhà trai và họ nhà gái, cũng như là bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu và tất cả mọi người thành viên từ nhỏ đến lớn trong dạp cưới ngày hôm nay luôn có một sức khỏe dồi dào, mọi người luôn được bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Từ giờ phút này trở đi, cả hai gia đình đã có dâu Hiền và rể Thảo, con dâu, con rể, con nào cũng ngoan. Một khóm cây chung của hai nhà hạnh đâm chồi ắt sẽ lở hoa. Vài lời nhắn nhủ dâu và rể phải sống bên nhau thật chan hòa, và thông gia thì thắm thiết mặn mà, tình trong sâu thẳm mà nghĩa dài trăm năm. Chung con, chung cháu, chung tình, chung dòng tình cảm, hai gia đình cùng trồng một cây chung. Và để thể hiện tình cảm thông gia của hai gia đình mặn mà gắn bó hơn một chút nữa, ban tổ chức trân trọng kính mời hai vị đại diện bước lên phía trên, bắt tay nhau trong tình cảm thông gia, và hai bác sẽ ôm nhau một cái thật là thắm thiết của tình thông gia. Trân trọng kính mời. Hai bác ôm nhau một cái. Vâng, quý vị là một trang hát tất cả chúc mừng. Cảm ơn hai bác rất nhiều và xin được kính chúc hai bác và gia đình luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Trân trọng kính mời hai bác tiếp tục vào trong tư gia, xây chầu uống nước và chứng kiến những thủ tục tiếp theo của cô dâu chú rể hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vậy là kể từ giờ phút này trở đi thì đôi ta như đũa có đôi, như thuyền có bến, như những buổi chiều không thiếu lắng và hoàng hôn. Và thưa quý vị các bạn thân mến, các cụ đời xưa vẫn thường có một câu nói rằng: chồng giận thì vợ bớt lời, mà cơm sôi nhỏ lửa, muôn đời không khê, đã nhỏ lửa thì không bao giờ có khê. Và thưa quý vị các bạn thân mến, và các cụ vẫn còn nói một câu nữa rằng: dâu Hiền ví tựa con gái, mà rể Thảo thì coi cũng như trai. Tôi hy vọng rằng cô dâu chú rể sẽ luôn sống làm sao đúng đạo, là những người con hiếu thảo của hai bên gia đình. Một lần nữa thay mặt cho toàn thể quý vị sẽ kính chúc cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển đến nghi thức thứ hai, đó là cô dâu chú rể, đôi tân nương, đôi tân nương sẽ làm thủ tục trao nhẫn cưới. Đó là kỷ vật thiêng liêng nhất của cuộc đời mà cô dâu chú rể sẽ gửi trao cho nhau. Trước hết là xin cô dâu cho tôi một bó hoa, tôi sẽ trợ giúp, tôi cầm hộ thôi. Và cô dâu chú rể sẽ quay mặt vào nhau để làm thủ tục trao nhẫn cưới. Và trước hết là xin mời chú rể sẽ mở hộp nhẫn cưới ra. Và để thể hiện đúng là một người con trai của quê hương Cổ Châu thân yêu, xin mời chú rể sẽ quỳ một gối xuống để trao cho người vợ mình. Vâng, quỳ một gối xuống. Đấy là tấm lòng thành thật của người chồng trao cho người vợ một chiếc nhẫn mang đầy ý nghĩa. Và hôm nay chú rể và cô dâu
đã trao vòng nhẫn cưới, đó là một vòng tròn vô tận không có điểm dừng, cũng đồng nghĩa với tình yêu hạnh phúc của Dư dành cho Hạnh là mãi mãi thủy chung không bao giờ có bến dừng. Và xin mời chú rể làm xong chưa? Vâng, xin mời. Và chú rể sẽ trao vào ngón tay giáp út của cô dâu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cô dâu chú rể trao nhẫn cưới là chính thức lập lời thề hẹn ước chuyển giao từ tình yêu sang tình vợ chồng kể từ giờ phút này. Và sau khi chú rể đã hoàn tất trong việc trao cưới rồi, xin mời chú rể đứng dậy. Và cô dâu tiếp tục trao chiếc nhẫn thứ hai cho người chồng yêu quý của mình. Vâng, xin trân trọng kính mời. Vâng, chỉ một giây phút thôi, cô dâu chú rể cũng rất là khéo léo đã thực hiện xong việc trao nhẫn cưới. Đó là kỷ vật thiêng liêng nhất của cuộc đời cô dâu chú rể hôm nay. Và sau khi trao nhẫn cưới rồi thì chú rể đã học thuộc bài chưa? Chú rể đã học thuộc bài chưa? Là giơ hai ngón tay của vợ của chồng lên để cho quý vị biết là hôm nay là chúng ta đã được nhận vòng nhẫn cưới. Xin mời chú rể cầm tay cô dâu và giơ lên. Vâng, quý vị hãy nhổ một tràng hát thân ếm để chúc mừng. Đó là kỷ vật thiêng liêng nhất của cuộc đời mà đã gắn kết tình vợ chồng của cô dâu chú rể vào ngón tay xinh xắn của cô dâu chú rể hôm nay. Và sau khi đã rơi nhẫn cưới lên rồi thì tiếp theo là gì ạ? Chú rể đã học thuộc bài. Nếu chưa học thuộc bài thì nhờ mấy anh quay phim anh bảo. Bởi vì mấy anh quay phim này anh rất là sành điệu với cái việc đó. Các anh học thuộc bài từ lâu rồi. Tức là mấy anh quay phim này anh còn thuộc hơn cả MC cơ. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, và sau khi cô dâu chú rể đã hoàn tất trong việc trao nhẫn cưới thì xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng tạo cho nhau một nụ hôn đẹp nhất trong ngày cưới hôm nay. Và hôm nay là tôi xin được bật mí với chú rể và cô dâu là ngày hôm qua mà có lên gặp cô dâu ở ngoài cổng và có hôn trộm một cái thì không ai được tính. Thế nhưng hôm nay, hôn trước phòng cưới ngày hôm nay, dưới sự chứng kiến của toàn thể trường cũng như các nghệ sĩ quay phim đã ghi lại những bức hình đẹp nhất cho cô dâu chú rể hôm nay. Trước hết là xin mời cô dâu sẽ đặt hai bàn tay của mình lên chỗ nào mà vững chắc nhất, mà rắn nhất của người đàn ông. Chỗ nào ạ? Chỗ đây không phải rồi, chú rể đề nghị chú rể Dư bỏ tay ra để cho cô dâu tự đặt hai bàn tay xinh xắn của mình lên chỗ nào mà rắn nhất, mở chắc nhất của người đàn ông. Trên cơ thể người đàn ông là chỗ nào ạ? Đúng chưa? Ok. Vâng, bờ vai của chú rể, tức là một cái thân hình vạm vỡ, cũng là một cái bức thành đồng mà che chắn cho cô dâu chú rể, che chắn cho cô dâu đi suốt cả một cuộc đời. Đó là bờ vai của chú rể. Và xin mời chú rể sẽ đặt hai bàn tay của mình lên chỗ nào mềm mại nhất, mềm nhất của người phụ nữ Việt Nam. Chỗ đấy đúng chưa? Em làm thế đúng chưa? Ok, vâng, đã đúng vị trí rồi. Thì xin mời chú rể và cô dâu sẽ tự nguyện trao cho nhau một nụ hôn đẹp nhất. Và nụ hôn này tôi xin được nói trước là bao giờ nhạc dừng thì hôn mới được dừng. Chú rể đồng ý không ạ? Xin được, cô dâu chú rể đã sẵn sàng chưa? Ok, cô dâu chú rể đã sẵn sàng. Thì xin mời các nghệ sĩ quay phim sẽ ghi lại những bức hình đẹp nhất cho cô dâu chú rể hôm nay. Chúng ta sẽ đếm từ 1 đến 3 để chú rể và cô dâu sẽ đủ can đảm trao cho nhau một nụ hôn đẹp nhất trong ngày cưới hôm nay. Bắt đầu. 1, 2, 3, hôn. Hôn tay lên đi. Để nguyên. Để nguyên. Bao giờ nhạc dừng mới bật quả môi ra. Quá tuyệt vời. Quả nói là nụ hôn này chưa bao giờ được nhìn thấy người ta hôn nhau mà thích như thế này. Đặc biệt là mấy cháu gái quay phim này thích giúp mời. Vâng, thưa quý vị các bạn thân mến, một lần nữa cũng xin được chúc cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn và bằng đầu nghĩa phu thê qua một nụ hôn đẹp nhất trong ngày cưới này rồi. Thì xin mời cô dâu chú rể sẽ nắm tay nhau di chuyển xuống bàn bánh gato của mình. Không khí tăng hồng lên. Xin mời hai bạn sẽ di chuyển về bên chỗ bàn bánh gato. Nhậu sáng đêm đủ năm lít bia 50 lon. Đóng phòng ăn ai lo thuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta. Đó là có một cái con dao. Thì xin mời chú rể Vũ Dư sẽ lấy con dao và dò xe ra. Cho bước em về làm dâu.
Xin mời hai bạn sẽ nắm tay nhau và sẽ đặt xuống tầm bánh dưới cùng, ở phía dưới cùng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tầm bánh dưới cùng là một tầm bánh mà cô dâu chú rể xin được trân trọng cảm ơn bố mẹ hai bên đã là những người sinh thành ra cô dâu chú rể. Và theo năm tháng, cô dâu chú rể đến ngày hôm nay đã thực sự trưởng thành. Và ngày hôm nay chú rể Dư đã chính thức làm vợ, làm chồng của cô dâu. Và cô dâu cũng đã chính thức làm vợ của chú rể. Và xin mời hai bạn sẽ đặt dao lên bánh gato đầu tiên. Hai bạn sẽ cắt thành ba đường. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, với những đường cắt rất là huyền chuyển, rất là tình cảm mà cô dâu chú rể đã thực hiện xong tầng bánh đầu tiên. Và tầng bánh thứ hai ở giữa, xin mời hai bạn cũng tiếp tục cắt thành ba đường. Tầng bánh thứ hai, cô dâu chú rể xin được trân trọng cảm ơn sự có mặt của toàn thể quý vị và các bạn đã dành thời gian và ngọc đến chúc phúc cho cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Và tầng bánh trên cùng ở phía trên, cô dâu chú rể tiếp tục cắt thành ba đường. Tầng bánh trên cùng đó là tầng bánh đánh dấu một ngày, hôm nay là một ngày đại lễ thành hôn của hai bạn đã thành công tốt đẹp. Vâng, thưa quý vị các bạn thân mến, và nghi thức cắt bánh gato cũng đã được hoàn tất. Xin mời chú rể sẽ lấy dao và sẽ chọn ba tầng bánh, chỗ nào mà cảm thấy mà có hương vị ngọt ngào nhất thì xin mời chú rể sẽ khều một chút nhỏ thôi, đặt lên bờ môi của cô dâu. Vâng, xin mời. Chúng ta sẽ được chứng kiến những giây phút thật là lồng lan, những giây phút thật là hạnh phúc say đắm. Vâng, chú rể sẽ đặt vào bờ môi của cô dâu. Và tức là sẽ cô dâu sẽ phải ăn cái chỗ phần bánh đó. Vâng, rất là ngọt ngào đúng không ạ? Và cô dâu cũng tiếp tục lấy con dao và bạn cũng sẽ khều một chút bánh. Chỗ nào mà cô dâu cảm thấy ngon nhất thì cô dâu sẽ khều một chút đặt lên bờ môi của chú rể. Vâng, hôm nay cô dâu chú rể sẽ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi và sẽ cùng đút cho nhau ăn những món những hương vị nồng nàn của bánh gato chiết xuất từ những tinh hoa của trời đất. Và ngay bây giờ xin mời cô dâu chú rể sẽ tiếp tục di chuyển sang bên tháp đi. Vâng, xin mời. Trên bàn là có hai chai rượu sâm banh thì xin mời chú rể sẽ lấy chai rượu đầu tiên. Bạn sẽ bắt giấy bạc và vặn nút chai. Vâng, nếu như chú rể mà có quý các nghệ sĩ quay phim thì cứ hướng thẳng về chỗ nhà quay phim mà phụt. Xin mời chú rể sẽ sắp lên một chút, cầm cái chai lắc lên một chút và bật nút chai, tức là phải vặn cái dây thép ra. Chị thắng vào cái bàn này. Vâng, xin mời chú rể và cô dâu sẽ nắm tay nhau và rót lên tháp ly của mình ở phía trên. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và chai sâm banh đầu tiên đã được chú rể và cô dâu bật nút và rót lên tháp ly. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và hôm nay đây cô dâu chú rể không thể đi đến tận nơi mà kính mời các quý vị chúng ta uống rượu sâm banh và thưởng thức rượu hạnh phúc được. Và hôm nay cô dâu chú rể sẽ mượn tháp ly để chuyển tải đi những hương vị ngọt ngào, những hương vị nồng nàn của rượu sâm banh, rượu hạnh phúc để lan tỏa trong phòng cưới ngày hôm nay. Và hy vọng các quý vị chúng ta cũng sẽ cảm nhận được những hương vị ngọt ngào, những hương vị nồng nàn của rượu sâm banh, rượu hạnh phúc hôm nay. Vâng, chai đầu tiên cũng đã được hoàn tất. Xin mời chú rể tiếp tục thực hiện những thao tác như chai lúc đầu. Vâng, xin mời. Vâng, chú rể cũng rất là khéo. Phải nói là một người con trai được sinh ra từ lũy tre làng của cô Hương Cổ Châu cũng đã được dày công nuôi dưỡng của người cha người mẹ, và đặc biệt là được sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước cũng như là có một truyền thống là hiếu học và được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Cho nên là chú rể rất là khéo đúng không ạ? Và cô dâu thì cũng không kém, tức là cô dâu cũng rất là duyên dáng, dịu dàng và cũng rất là khéo léo. Và hôm nay đây, chú rể tiếp tục thao tác chai sâm banh thứ hai như chai ban đầu. Vâng, chú rể cứ hướng thẳng cái chai đó vào cái phía bắn thật mạnh, tức là
mình là người đàn ông ở mắt thân mình. Tức là đã cầm súng rồi thì bắn thân mạnh, không để cho đánh quân tràn vào. Thôi thế tôi không ở lớp phú ra hết rồi. Đấy có tật cánh. Đó, ok, đúng rồi. Xin mời chú rể. Chú rể sẽ rót vào hai cái ly ở bên dưới đó. Chú rể, rót vào hai cái ly ở bên dưới kìa. Đấy, hai lưng ly thôi. Vâng, còn bao nhiêu thì xin mời hai bạn hãy tiếp tục rót lên 5 ly. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, những dòng rượu đang chảy cuồn cuộn trên nắp ly cũng đồng nghĩa với những dòng máu hồng đang chảy cuồn cuộn trong tim của chú rể và cô dâu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thật là hạnh phúc. Và chai sâm banh thứ hai cũng đã được cô dâu chú rể rót lên tháp ly, và những hương vị ngọt ngào đang được những làn khói trắng lan tỏa đi khắp phòng cưới ngày hôm nay. Và hy vọng các quý vị chúng ta sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc của hương vị rượu sâm banh hôm nay. Và xin mời chú rể và cô dâu mỗi người sẽ cầm một ly lên, và hai bạn tiếp tục lùi lên phía trên ở sân khấu. Xin mời cô dâu chú rể tiếp tục bước lên sân khấu. Nghi thức uống rượu ra môi của người Việt Nam. Hôm nay đây hai ly rượu, đó là những tình cảm đong đầy của cô dâu và chú rể. Thì xin mời các quý vị chúng ta sẽ chứng kiến chương trình uống rượu ra môi, đó là phong tục tập quán của người Việt Nam ta hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể hai bạn sẽ vòng tay vào nhau, vòng tay vào nhau và cùng đặt lên môi và uống cạn hai ly rượu. Vâng, xin mời. Ước gì em sẽ là chén rượu đầy, anh chưa uống cạn mà lòng đã say. Ước gì hạnh sẽ là chén rượu cay, mà dư chưa uống cạn đã say em suốt đời. Vâng, xin mời. Không chờ đợi gì nữa, uống cạn. Hấp là lòng làng, vỗ tay quý vị ơi. Quá tuyệt vời, 100% vợ chồng ta cùng uống hết. Vâng, xin cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Và cô dâu vẫn đứng nguyên vị trí. Xin mời chú rể trở lên sân khấu để đón nhận những tình cảm tiếp theo. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và trong những nghi thức rất quan trọng cũng nhanh chóng được cô dâu và chú rể hoàn tất trong ngày hôm nay. Và để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời các quý vị chúng ta sẽ cùng hân hoan chào đón ông bà Thảo Oanh, là những người đã sinh thành ra chú rể Dư ngày hôm nay. Và hôm nay đây nhìn thấy hai con mình thực sự hạnh phúc, thì cha mẹ nào mà chả xiết nỗi mừng vui. Và hôm nay cha mẹ cũng sẽ dành một món quà vô cùng ý nghĩa, đong đầy tình cảm của người cha người mẹ, bằng cả tinh thần, bằng cả vật chất, sẽ dành cho hai con mình hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông bà. Này mẹ đã nói niềm vui trào dâng ngập trời, bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai. Vâng, hình ảnh của người cha người mẹ tảo tần khuya sớm đã chắt chiu ra một món quà để hôm nay cha mẹ sẽ dành tặng cho hai con. Vâng, xin mời ông sẽ đứng về bên cạnh chú rể và bà sẽ đứng cạnh bên cô dâu. Mong sao cho con nên phần quà nào là của chú rể thì đưa cho ông trao, còn phần quà của bà trao cho con dâu thì xin mời bà. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta được chứng kiến tình cảm của người cha người mẹ, là những người đã sinh thành ra chú rể Vũ Dư hôm nay. Và hôm nay gia đình này đón nhận thêm một thành viên, đó là cô dâu Hồng Hạnh, là một người con dâu Thảo Hiền về chung một nhà. Thì cha mẹ vô cùng là vui sướng, vui mừng phấn khởi, và cha mẹ đã dành dụng ra một món quà để trao cho hai gia đình hôm nay. Vâng, chúng ta sẽ cùng nổ một tràng pháo tay lớn để chúc mừng đại gia đình hạnh phúc. Xin mời ông bà đứng cạnh cô dâu chú rể để chụp lại một bức hình nữa. Anh Tiềm và em Dư cùng cha cùng mẹ sinh ra thì có khác nào như lụ với hoa trên cành. Và hôm nay đây thì tình anh em, vâng, không có gì mà sâu lặng bằng tình anh em. Hôm nay em trai mình lấy vợ, vâng, nhà mình lại thêm một thành viên nữa, thì người anh thì vô cùng vui mừng. Vâng, cũng đã có một món quà bằng cả tinh thần, bằng cả vật chất để dành tặng cho hai nhà mình hôm nay.
Vâng, anh đi Hàn Quốc về thì rất là nhiều quà. Vâng, xin mời chị dâu Phương Anh hiện diện tại lễ đài Phúc để trao quà cho hai em. Đây là em út đúng không ạ? Vâng, đây là chị dâu thứ hai. Anh cả và chị dâu cũng đã có một món quà. Vâng, bằng cả một cái tinh thần, bằng cả một tấm lòng của người anh người chị dành cho em mình. Vâng, quá tuyệt vời tình cảm của chị em, của anh em một nhà, thực sự là hạnh phúc. Vâng, tình cảm chị em dâu với nhau phải nói rất là thắm thiết. Vâng, một chúc phúc, nhưng mà trong chúc phúc này có rất nhiều nhiều của đúng không ạ? Quý vị ơi, nổ một tràng hát thật lớn để chúc mừng. Vâng, chỉ một chúc phúc thôi nhưng mà quá tuyệt vời, vô cùng ý nghĩa. Thay mặt cô dâu chú rể trân trọng cảm ơn các bạn đã dành những tình cảm đến chúc phúc của cô dâu chú rể hôm nay. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, và trải qua những giây phút vô cùng là sôi động, đó là phần trao quà đến từ những người thân của bố mẹ, anh chị em và những người bạn đã trao quà cho cô dâu chú rể ngày hôm nay. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức, chuyển lời cảm ơn trân trọng của chú rể và cô dâu, xin được trân trọng cảm ơn bố mẹ, anh chị em và các bạn đã có một món quà bằng cả tinh thần, bằng cả vật chất dành cho cô dâu chú rể hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời cô dâu chú rể, hai bạn sẽ cùng nắm tay nhau đi tiếp nước mời chầu và thay lời cảm ơn tới các quý vị hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Mời bia bàn trên, hay mình cưới nhau đi em, cưới nhau đi em, hay mình cưới ngay trong đêm, cưới luôn nha em. Để tao nói cho tụi mày nghe, tụi nó dính bầu, tụi nó mới cưới. Đâu có dễ mà ăn đám cưới của cặp tình nhân ở tuổi đôi mươi. Ông thầy bói ông cũng đã nói thằng này tuổi thân con kia tuổi tý. Qua sang năm nó làm tiền tỷ, trong tay nó cầm nhiều đô la Mỹ. Nắng hồng ban mai chiếu sáng hết con đường. Hôm nay là ngày tốt, anh với em cùng lên phường. Nhấc cái tay ký cái tên coi như là chung giường. Nhất bé thiên địa, nhị bé cao đường. Thầy già phâu, qua sang năm ba má có cháu. Yeah, yêu là phải cưới, mà lại dính cũng phải cưới. Sớm của anh là sớm dân chơi, còn sớm của em là sớm biển khơi. Nên vì thế đừng lo em ơi, anh chịu trách nhiệm trên mọi cuộc chơi. Tiền chiều cao anh hơi có hạn, nếu em chịu là em có vàng. Giờ ngày mai bình minh ló dạng, anh đốt vàng mà ăn thịnh luôn nàng. Em ơi em có bằng lòng, đừng dẫn anh nữa, anh thấy lòng vòng. Vì ngồi kia như mưa đang ngóng em mà lãng quạt qua chừng ấy chồng. Đậm đà chân chất tình yêu mùi mắm nhỉ. Phan Thiết biên rộng hôm nay sẽ có hỷ. Đợi anh hỏi em lại lòng của em muốn theo anh hay là bên coi. Nhưng mà thôi em đừng nói nữa, hai đứa tụi anh cũng là một đôi.